Làm như thế nào để một cậu bé chỉ mới 20 tuổi thôi có thể kiếm được trên 10.000 đô la thu nhập một tháng từ Clickbank? Và xin chào các bạn, tôi là Sơn Piat đây. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bí quyết tuyệt chiêu mà cậu bé này đã làm được thành công từ trên Internet. Và cụ thể rằng á, là cậu ta đã kiếm được tiền từ Clickbank. Thì cậu ta có show cho tôi một cái tài khoản, và tôi có nhìn được cái tài khoản của cậu ta refresh đi refresh lại rất nhiều lần không, và vẫn nhìn thấy được rằng là một tháng như vậy cậu có trên thu nhập là 10.000 đô la một tháng, là trên 200 triệu đúng không nào, và dựa vào cái hệ thống internet marketing và kiếm tiền online là làm sao. Và sau đây là một vài cái cách đơn giản thôi mà cậu ta đã làm được. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cái nguồn traffic, lượng truy cập rất tuyệt vời mà chúng ta không có biết, đó là Instagram. Đó, Instagram là một cái lưu lượng truy cập rất tuyệt vời và dường như bạn có thể là free traffic được từ cái nguồn truy cập này. Thì ở đây sẽ là một vài cái cách đơn giản để chúng ta có thể xây dựng được một cái Instagram và chất lượng. Đó, cái cách đầu tiên mà cậu ta làm ở đây đó là cậu ta sử dụng cái tuyệt chiêu đó là follow and unfollow. Follow and unfollow tức là sao? Trên Instagram nó có một cái rất hay, khi mà chúng ta follow một ai đó trong một cái ngách mà chúng ta đang kinh doanh đúng không nào, hãy nhớ trong một cái ngách mà chúng ta đang kinh doanh nha. Đó, thì khi mà chúng ta follow họ thì nó sẽ xuất hiện ra một cái thông báo đó, và khi mà có sẽ có tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ như chúng ta nhấn kết bạn 100 người thì đâu đó sẽ có khoảng đó là 20% họ xác nhận lại kết bạn với chúng ta, tức là mình follow họ thì họ sẽ follow back ngược lại mình, được chưa? Thì trên Instagram nó cho chúng ta là follow được 7.000 người và sau đó họ lại follow back ngược lại mình đúng không nào, những cái người này họ lại follow back ngược lại mình, và sau khi nó chúng ta đã bị vượt qua cái giới hạn là 7.000 rồi, vượt qua giới hạn là 7.000 rồi thì lúc này chúng ta sẽ unfollow những người này, được chưa? Và đây chính là cái chiến lược để chúng ta có sử dụng free traffic hiệu quả nhất ở trên Instagram. Và nếu như bạn đã làm đúng phương pháp đúng cách thì một tháng bạn có thể xây dựng được một cái Instagram mới hoàn toàn, bắt đầu từ con số 0, từ 3.000 cho tới 5.000 lượt follow chất lượng ở trong cái ngách mà bạn đang kinh doanh. Bạn hãy hình dung mà xem 3.000 tới 5.000 lượt follow này, sau đó thì chúng ta chỉ cần đăng sản phẩm lên, chúng ta đăng cái đường link dẫn vào cái sản phẩm chúng ta đang làm affiliate thì có phải là thu nhập của mình rất cao đúng không nào? Ok chưa? Đó là cách đầu tiên và bạn có thể tham khảo được, được chưa? Và cái cách số 2 chúng ta có sử dụng là Instagram ra làm sao? Đây chúng tôi có thể khuyến nghị cho bạn nha, là bạn có thể là thuê những cái người gọi là influencer. Có nghĩa là những cái người nổi tiếng có sức ảnh hưởng ở trên Instagram. Những người này có thể là họ có thể có lượt follow là khoảng 200.000 cho tới 500.000, thậm chí là cho tới là 1 triệu người đăng ký. Cái mức giá để cho chúng ta thuê được khoảng 200 cho tới 500.000 ở đây, 500.000 đây là tùy vào lượng tương tác nha. Có thể là 500.000 lượt follow thì chúng ta sẽ thuê họ với mức giá là khoảng 30 đô la chẳng hạn, để họ có thể đăng cái bài viết và tag cái nick Instagram của chúng ta vào trong đó. Thì cái lượng follow của ông này rất là lớn rồi, 500.000 lượt follow thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được cái thị trường ngách của chúng ta lên rất là lớn. Và cái kênh chúng ta thì chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian nữa. Thì đây là dành cho những ai mà họ đang có vốn sẵn. Và chắc chắn là bạn bỏ ra 30 đô la này thì khả năng cao á thì bạn sẽ hút được rất nhiều data khách hàng về sau này nữa. Và bạn sẽ bán được rất nhiều hàng. Đây chính xác đó là cái cách mà cái cậu bé mà 20 tuổi thôi mà cậu ta đã kiếm được 10.000 đô la thu nhập một tháng trên Internet là làm sao, từ Clickbank Affiliate Marketing, được chưa nào? Và bên cạnh đó thì trong những video tới thì tôi chia sẻ cho các bạn về những cái nguồn truy cập rất tuyệt vời mà nó là free traffic từ Facebook này, từ YouTube này, từ Instagram. Và tôi sẽ chia sẻ sâu hơn cho các bạn đó, và step by step hướng dẫn cho bạn từng bước một. Và đừng quên nó bấm vào nút đăng ký phía bên dưới đường link dẫn ở phần mô tả đó, thì tôi có một cái bộ video. Trong cái bộ video đó thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cách để làm sao đó chúng ta phải bắt đầu với Clickbank. Và đây chính là một cái kênh mà chúng ta có thể kiếm được thu nhập rất là cao từ nó. Cách đây khoảng 3 năm thì tôi có biết về Clickbank, tuy nhiên lúc đó tôi chưa làm. Đó, và sau đó thì tôi bận bịu với công việc kinh doanh của mình á, thì lúc này tôi nghĩ rằng Clickbank đã bão hòa rồi, Clickbank đã chết rồi, Clickbank đã nhiều người làm quá rồi, nếu như bây giờ vào làm thì không còn ok nữa. Và về sau này thì tôi được mở rộng ra cái tư duy của mình, tôi gặp được rất nhiều người thành công bên ngoài kia và họ vẫn đang kiếm được tiền từ thu nhập từ Clickbank rất lớn.
có thể lên đến 5.000 đô, 10.000 đô, 100.000 đô một tháng các bạn vẫn có được những người này. Và sau đó thì tôi mới đi tìm hiểu sâu vào cái cách làm họ làm sao. Và đây mới chỉ là một cái case study dẫn chứng mà thôi. Nên nếu như mà bạn đã hiểu về cái cách làm rồi, đây là video chuyên sâu, đó thì bạn sẽ biết được rằng đây cái câu chuyện này có thật hay không. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau trong video tiếp theo nữa. Đừng quên bấm vào nút đăng ký subscribe kênh YouTube của Sơn PS để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại.